VK Travel xin chào tất cả các bạn. New Zealand, một đất nước xinh đẹp nằm ở phía nam bán cầu khu vực biển Thái Bình Dương. Tụi mình bắt đầu từ Sydney bay đến sân bay Queenstown ở đảo phía nam New Zealand. Wanaka Ramada Resort là nơi mà tụi mình ở lại trong suốt hành trình ở tại đây. Trong phần 1 này, tụi mình sẽ đi đến hồ Wanaka để đi dọc bờ hồ ngắm những ngọn núi tuyết xung quanh và tham quan cây cô đơn nằm ở giữa hồ Wanaka. Sau đó, tụi mình đến Wanaka Puzzling World để tham quan những phòng ảo giác và giải mã mê cung. Cuối ngày, tụi mình đi tham quan và mua sắm ở thị trấn Wanaka. Ngày thứ hai, tụi mình ghé Cadrona Prafans, tham quan khách sạn và quán bar sân vườn Cadrona, vượt đèo qua rặng núi Crown, kế đó là đến thảo nguyên Moonlight Stable cưỡi ngựa. Tiếp theo là ghé thăm thị trấn khai thác vàng ngày xưa ở Arrowtown và tình cờ tụi mình được gặp các bạn nhỏ rất thú vị. Ngày thứ ba, tụi mình sẽ đi đến Milford Sound để ngắm những cảnh đẹp hùng vĩ của công viên quốc gia và vùng vịnh hẹp Fiordland, nơi có hàng ngàn ngọn thác đổ từ trên núi cao. Nào các bạn, hãy cùng VK Travel điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình tại đảo phía nam của New Zealand trong loạt ảnh sau. Nếu các bạn xem video và thấy thích phong cách du lịch của VK Travel, thì các bạn nhớ bấm like, share và subscribe kênh của VK Travel và nhớ nhấn vào cái chuông để theo dõi những video mới. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tham quan và khám phá New Zealand cùng với VK Travel trong video này nhé. Ngày đầu tiên, tụi mình đã được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Wanaka. Mặt nước trong xanh phẳng lặng. Phía xa xa là dãy núi tuyết Aspirin. Nơi đây đã được dùng làm bối cảnh cho bộ phim Nhiệm vụ Bất Khả Thi phần 3. Rời khỏi hồ Wanaka, lái xe khoảng 10 phút đến Puzzling World. Puzzling World này mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều mỗi ngày. Giá vé vào cửa là 25 đô cho người lớn, 18 đô cho trẻ em dưới 15 tuổi hoặc 77 đô cho gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Đến đây, VK Travel rất thú vị khi thấy ở đây người ta xây demo nhà toilet công cộng thời Trung Cổ. Vào thời này, giấy vệ sinh chưa được phát minh nên người La Mã phải dùng chung cây cọ vệ sinh mỗi khi đi xong. Ở Puzzling World, các bạn sẽ được vào những phòng ảo giác, trải nghiệm những hiện tượng vật lý và những điều tưởng chừng như đi ngược lại với định luật vật lý. Đi vào bên trong căn phòng dốc nghiêng 15 độ, ngồi thử vào cái ghế này. Chiếc ghế tự động trượt lên theo như mắt mình nhìn, nhưng thực ra là chiếc ghế đang trượt xuống dốc, chứ không phải đi lên như các bạn thấy. Ở đây còn rất là nhiều điều thú vị khác như nghệ thuật sắp đặt, tượng sáp. Chạy một vòng thị trấn, sau đó tụi mình quay lại đây để vào giải mã mê cung. Thử thách tìm đường đi đến các tòa tháp ở bốn góc của mê cung lớn nhất New Zealand. Mọi người sẽ tốn khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để hoàn thành thử thách này. Sau khi kết thúc các trò chơi thử thách ở Puzzling World, lái xe đi mua một số nhu yếu phẩm ở tiệm tạp hóa Á Đông. Giá cả mọi thứ ở đây đều mắc hơn gấp rưỡi so với giá cả ở Úc, nơi tụi mình đang sinh sống. Ngày thứ hai, lái xe đến Cadrona Prafans. Vào dịp Giáng sinh năm 1998, nhóm nữ sinh từ Queenstown khi đi chơi Wanaka về, họ đã gắn những chiếc áo ngực vào cái hàng rào này. Ban đầu thì họ chỉ làm vậy để cho vui, nhưng sau đó có nhiều người cũng bắt chước gắn những chiếc áo ngực của mình lên. Hiện nay thì hàng rào này đã có khoảng gần 10.000 chiếc áo ngực. Đến đây ai cũng tham gia quyên góp tiền từ thiện cho tổ chức chống ung thư ngực New Zealand, và đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch. Cũng trên con đường Cadrona Valley, tụi mình ghé vào khách sạn và ba sân vườn Cadrona. Khách sạn này đã được thành lập vào năm 1863, thời kỳ mà mọi người đã đổ xô đến New Zealand để đi tìm vàng. Đây là một trong hai khách sạn cổ xưa nhất ở đảo phía nam New Zealand. Ngoài ra, đây còn là một nhà hàng và quán bar nổi tiếng ở vùng Otago, New Zealand. Một số người thích phong cách vùng quê ở châu Âu vào những thập niên 80 có thể đến đây để tổ chức tiệc cưới hoặc các sự kiện khác. Nhà hàng, khách sạn và quán bar này có một phong cách rất đặc biệt. Nếu các bạn có dịp đi ngang qua thì các bạn nên ghé vào tham quan nhé. Crown Range, rặng núi Crown.
Đỉnh cao nhất của rặng núi này là 1.936 mét. Con đường Crown Range này là con đường nối liền hai thị trấn Queenstown và Wanaka. Vào mùa đông thì con đường này đôi lúc sẽ phủ đầy tuyết trắng và phải gắn dây xích cho bánh xe thì mới an toàn đi trên con đường này. Ở đây được ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Corona, thị trấn Queenstown và Arrowtown. Không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả về quang cảnh nơi đây. Tụi mình chỉ hy vọng các bạn có cơ hội đến đây để tự các bạn trải nghiệm. Tiếp tục đổ dốc xuống đèo Corona qua 7 khúc cua rất gắt mà tụi mình hay gọi đùa là cua tử thần. Đoạn đèo này ban đêm rất nguy hiểm vì hoàn toàn không có đèn đường, tài xế sẽ không thấy xe đi từ hướng ngược lại, cho nên mình lái xe rất chậm khi qua đèo, dù là ban ngày hay ban đêm. Qua khỏi đoạn đèo Crown Range, tụi mình đến Moonlight Stables ở Queenstown để cưỡi ngựa. Moonlight Stables mở cửa từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều. Các bạn nên gọi điện thoại hoặc email để book trước tour cưỡi ngựa nhé. Thông thường một tour sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Các bạn phải đến trước khoảng 1 tiếng để làm thủ tục và chọn đồ bảo hộ. Ok, let's go. Giá vé một tour bình thường là 120 đô cho người lớn, 95 đô cho trẻ em dưới 14 tuổi. Ngoài ra, ở đây còn có các tour cá nhân riêng cho những ai có nhu cầu. Nếu các bạn muốn đến đây học cưỡi ngựa hoặc quay phim, chụp hình cưới, thì các bạn có thể liên hệ với nhân viên ở đây để biết thêm chi tiết. Hôm nay mình sẽ được cưỡi con ngựa trắng, tên là Roach. Roach? Where's Roach? Roach here. Hai con ngựa nó không nghe lời tụi mình. Con đang cưỡi thì mình kêu nó dừng lại 5 lần mà nó không tuân lệnh của mình. Oh, stop. 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 Stiho, stop. Stop. Các bạn nhìn phía sau con ngựa trắng kia. Sau khi đi một đoạn thì bỗng dưng nó chạy rồi đột ngột thắng lại, làm như nó chọc mình vậy đó mấy bạn. Còn mình cũng được cưỡi ngựa. Moonlight Stables được thành lập vào năm 1962. Cách thị trấn Queenstown khoảng 20 phút lái xe. Moonlight Stables là một nông trại rộng hơn 300 hecta. Đây là nông trại của một gia đình gồm 3 thế hệ đang chung sống. Gia đình này chủ yếu làm nghề chăn nuôi ngựa, cừu, nai, thỏ. Họ chuyên tổ chức các tour du lịch cưỡi ngựa, chụp hình cưới. Mời các bạn cùng ngắm nhìn cảnh đồi núi vùng thảo nguyên ở Moonlight Stables. Trên đường cưỡi ngựa, các bạn được ngắm nhìn những ngọn núi tuyết xa xa trên những cánh đồng cỏ xanh ngát. Đôi lúc, các bạn lại được thấy những chú thỏ nâu chạy quanh những hang thỏ rất dễ thương.
Trên thảo nguyên này, ngoài thỏ, tụi mình còn được thấy rất nhiều những con hươu, nai, màu trắng, đen, nâu, đủ cả. Cuộc sống ở đây yên bình biết bao. Kết thúc tour cưỡi ngựa ở Moonlight Stables, tiếp tục đi đến Arrowtown, cách đó khoảng 10 phút lái xe. Chào các bạn nha. Hôm nay chúng mình đến Arrowtown. Arrowtown là một thị trấn khai thác vàng cổ xưa vào những năm 1800 ở vùng Otago, cách thị trấn Queenstown khoảng 20 km về phía bắc. Thị trấn này nằm dọc theo bờ sông Arrow. Ngày xưa, người ta thường hay đến bờ sông Arrow này để tìm và đãi vàng. Giờ có cục vàng mà không? Những người đầu tiên di dân đến đây là người châu Âu và người Trung Hoa. Họ đến đây chủ yếu để khai thác vàng. Vào năm 1862, một chiếc thuyền gồm khoảng 1.000 thợ khai thác mỏ người châu Âu đã đến thị trấn này để tìm vàng. Vào thời gian đỉnh điểm của thời kỳ khai thác vàng, dân số ở đây lên đến khoảng 7.000 người. Nhưng hiện nay thì chỉ còn khoảng 3.000 cư dân đang sinh sống. Lý do chắc có lẽ là nơi đây đã không còn vàng nữa. Rời khỏi sông Arrow, đi bộ đến ngôi làng cổ xưa của người Trung Hoa. Đây là một ngôi làng cổ do những người Trung Hoa dựng lên. Nó nằm ngay trên nhánh nhỏ của bờ sông Arrow, cuối đường Buckingham. Và ở đây có một ngôi nhà nhỏ rất nổi tiếng của ông Allen, nằm ở cuối con đường làng.
đây là bậc thang dẫn đến nhà của ông Alam. Ông Alam là một thợ khai thác vàng và là chủ cửa hàng Alam ở thị trấn Arrow. Ông sinh ra ở Trung Quốc và di dân đến thị trấn này vào khoảng năm 1909. Ông đã dùng ngôi nhà của mình để mở một cửa hàng chuyên cung cấp đồ dùng nhu yếu phẩm cho các thợ mỏ người Trung Hoa và người châu Âu ở đây. Ngôi nhà của ông có 5 phòng, được dùng làm cửa hàng tạp hóa, ngân hàng và là nơi để cộng đồng người Trung Hoa hội họp với nhau. Đồng thời, đây còn là nơi cung cấp chỗ ở cho khách du lịch ngày xưa. Vì ông Alam đã từng cứu sống một người thợ mỏ châu Âu và ông là người chuyên biên phiên dịch cho người Trung Hoa và người châu Âu trong làng lúc bấy giờ, nên ông được mọi người rất kính nể. Go subscribe to VK Travel. It's the best channel out there. Way better than our brothers. Like yeah, Jake. Jake, he's got no match for VK Travel, and I promise you good content on VK Travel, and go subscribe and like, and yeah. Alright. Thanks everyone. Cool. See ya. Pew. See ya. Bye. Hope to see you again. Này VK Travel quay lại cái điểm hôm bữa quay nè các bạn. Cái đỉnh không biết tên. Ground Range. Yeah. Ground. Nhưng mà hôm nay là một cái trải nghiệm khác nha mấy bạn. Các bạn thấy xung quanh mình không? Toàn mây. Cách đây 10 phút là không thấy gì luôn các bạn. Sương mù không à. Đi đến miếu Phật Sao tuyệt đẹp. Trên đỉnh núi có tuyết và mây vờn lượn quanh. Một bên là núi, một bên là hồ nước trong xanh Wakatipu. Tạm dừng chân ở khu picnic Vịnh Trip để nghỉ ngơi và chụp hình. Sau khi dừng chân ở Vịnh Trip, tiếp tục lái xe đến Miêu Phật Sao. Các bạn có thể book tour đi tham quan Miêu Phật Sao từ Queenstown. Mình chọn lái xe đến Miêu Phật Sao để được ngắm cảnh trên đường đi. Quãng đường dài hơn 200 km mà không có một trạm xăng, nên các bạn nhớ đổ đầy bình xăng trước khi xuất phát.
Sau khoảng gần 4 tiếng lái xe, cuối cùng tụi mình đã đến được Miêu Phật Sao. Trời thì mưa tầm tã mà lại không mang dù hay áo mưa. Các bạn phải book vé online trước để lên tàu đi tham quan vùng vịnh Miêu Phật Sao. Đến đây các bạn chỉ cần lấy vé để lên tàu. Thông tin về website book tour đi Miêu Phật Sao, các bạn có thể xem link bên dưới video để tham khảo nhé. Miêu Phật Sao là một vịnh hẹp ở phía tây nam đảo phía nam của New Zealand, trong vườn quốc gia Fiordland, khu bảo tồn biển và là địa điểm di sản thế giới. Nó đã được đánh giá điểm đến du lịch hàng đầu thế giới trong một cuộc khảo sát quốc tế, sự lựa chọn điểm đến của TripAdvisor, và nó cũng được tuyên bố là địa điểm du lịch của New Zealand nổi tiếng nhất. Ông Rudyard Kipling, nhà văn, nhà thơ Anh đoạt giải Nobel văn học năm 1907, đã gọi đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Miêu Phật Sao là vùng vịnh hẹp trải dài 15 km từ điểm đeo trên vùng biển Tasman, được bao quanh bởi các núi đá thẳng đứng cao khoảng hơn 1.200 m. Ở đây, các bạn sẽ được thấy những con hải cẩu thường xuyên trèo lên trên các mỏm đá nhỏ. Miêu Phật Sao có hai thác nước lớn chảy quanh năm là thác Lady Bowen và thác Stirling. Tuy nhiên, sau đợt mưa to thì có hàng ngàn thác nhỏ chảy theo các vách đá đổ xuống vùng vịnh này, trông rất hùng vĩ. Theo một người dân đang sinh sống ở vùng này nói, vùng Miêu Phật Sao này hầu như là trời mưa quanh năm. Trong 365 ngày thì đã có hơn 260 ngày mưa. Ai may mắn lắm mới có thể đến đây vào ngày trời trong xanh và có nắng. VK Travel đây. Sau một hồi tơi tả tả tơi trên thuyền thì cuối cùng tụi mình cũng còn sống sót trở về. Vẫn còn đó một quãng đường rất dài, 300 cây số và hơn 100 cây số đường đèo. Lái xe hơn 7 tiếng rồi. Sắp được sống lại rồi mấy bạn ơi. Thời tiết khắc nghiệt quá. 4 độ C dưới trời mưa tầm tã như thế này, nhưng mà nói chung cũng đáng, đẹp lắm. Có những cái mình chưa bao giờ thấy trên cái cõi đời này. 40 nồi bánh chưng nè mấy bạn, bây giờ mình mới thấy đó, khung cảnh hùng vĩ chưa từng thấy. Xứng đáng để mình lội mưa tới đây. Gặp lại các bạn nhé. Cảm thấy rất là thoải mái khi mà du lịch đến New Zealand.
đặc biệt là vùng đảo phía nam Queenstown. Địa điểm mà mình yêu thích nhất là Wanaka. Không khí rất trong lành. Đây, mình đã đến một cái điểm ngắm cảnh dưới chân núi Mao Cúc. Quay vòng cho các bạn xem nhé. Hiện tại VK Travel đang có mặt tại sân bay Mao Cúc. Đây là chuyến bay cánh bằng, nhưng mà tụi mình sẽ không có đi bằng chuyến này. Mình đi bằng máy bay trực thăng để đáp được lên đỉnh núi mấy bạn. Còn cái máy bay cánh bằng này á, thì các bạn chỉ có bay xung quanh và tham quan cảnh quan thôi. Đó, bây giờ người ta đang cất cánh đây. Không khí hôm nay rất là nhộn nhịp nha các bạn.